Chào các em học sinh trường dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập lý thuyết để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra 2 sắp tới. Mời các em theo dõi. Trước hết, chúng ta nhắc lại toàn bộ nội dung lý thuyết mà các em cần phải chuẩn bị cho kỳ kiểm tra này. Thứ nhất, các em phải xác định được nguyên hàm của hàm số trên tập K và tính được tích phân của hàm số trên đoạn AB. Thứ hai, về ứng dụng của đạo hàm, các em cần ôn lại những nội dung, xét sự biến thiên của hàm số, cực trị của hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, tiệm cận của đồ thị hàm số, biết cách vẽ đồ thị hàm số, từ đó xét sự tương giao giữa hai đồ thị và có thể biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị. Thứ ba, phần hình giải tích trong không gian. Các em ôn lại các công thức phần tọa độ và những vấn đề liên quan đến phương trình mặt phẳng. Thứ tư, nội dung hình học không gian. Các em ôn lại về các khối đa diện và khối tròn xoay, cụ thể có khối chớp, khối lăn trụ và khối tròn xoay. Cuối cùng là nội dung lượng giác. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập nội dung hình học không gian. Phần hình học không gian cô chia làm hai phần. Phần thứ nhất, cô sẽ ôn cho các em những nội dung cơ bản. Và phần thứ hai, chúng ta tiếp tục ôn những nội dung nâng cao. Về nội dung ôn tập hình học không gian, chúng ta sẽ ôn về các khối đa diện và các khối tròn xoay. Về khối đa diện, chúng ta sẽ ôn lại về khối lăn trụ và khối hợp. Về khối tròn xoay, chúng ta sẽ ôn lại về khối cầu, khối trụ và khối nón. Ở mức độ cơ bản, khi ôn về các hình khối, các em cần nắm các cái định nghĩa của các khối cũng như các khái niệm liên quan, đồng thời ghi nhớ các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích, cũng như những trường hợp hình khối ngoại tiếp, nội tiếp một hình và những cái thiết diện qua trục của hình khối. Ở mức độ nâng cao, khi học về các khối đa diện, các em cần ghi nhớ thêm công thức tính tỷ số thể tích và từ đó có thể tiến hành các cái bài toán giải các bài toán phân chia và lắp ghép khối đa diện. Ở khối tròn xoay, khi học ở mức độ nâng cao, các em hãy tìm hiểu thêm về các cái thiết diện không qua trục của hình khối. Trong video này, nhắc lại, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập ở mức độ cơ bản. Chúng ta bắt đầu theo dõi. Đầu tiên, chúng ta ôn lại về khối lăn trụ. Thì hình lăn trụ là một cái hình đa diện, tức là hình gồm có nhiều mặt. Trong đó có hai mặt phẳng là hai đa giác bằng nhau và nằm trong hai mặt phẳng song song, được gọi là hai mặt đáy. Những cạnh của đa giác này được gọi là cạnh đáy. Những mặt còn lại của hình lăn trụ là những hình bình hành, được gọi là mặt bên. Những cạnh còn lại của hình bình hành thì được gọi là cạnh bên. Và chúng ta lưu ý, những cạnh bên này có tính chất song song và có độ dài bằng nhau. Những đỉnh của hai đa giác đáy thì gọi là đỉnh của hình lăn trụ. Đường cao của hình lăn trụ là đường thẳng vẽ từ một đỉnh nào đó vuông góc với mặt phẳng đáy đối diện. Và độ dài của cái đoạn thẳng này thì được gọi là chiều cao của hình lăn trụ. Hình trong cái hình bốn cái hình vẽ mà cô vẽ ở đây thì đều là những hình minh họa cho hình lăn trụ. Cụ thể thì hình 1 và hình 3 là hình vẽ minh họa cho hình lăn trụ có đáy là tam giác. Hình 2 là hình minh họa cho hình lăn trụ có đáy là ngũ giác. Và hình 4 là hình minh họa cho hình lăn trụ có đáy là tứ giác. Thì ngoài những cái khái niệm liên quan đến hình lăn trụ, các em còn phải ghi nhớ những cái tên gọi đặc biệt sau đây. Thứ nhất là hình lăn trụ đứng là một hình lăn trụ có các cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. Thì ở cái hình vẽ số 3 là hình mà cô minh họa cho một cái hình lăn trụ đứng. Thì ở đây các em có thể hình dung
các cái cạnh bên AA phẩy, BB phẩy và CC phẩy thì được vẽ thẳng, tức là nó vuông góc với mặt phẳng đáy. Thứ hai là cái tên gọi hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều, tức là tam giác đều hoặc là hình vuông hoặc ngũ giác đều vân vân. Và cái hình hợp là một hình lăng trụ có đáy là hình bình hành. Thì như cái hình số 4 cũng có thể gọi là một minh họa của hình hình hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ nhắc lại các cái công thức tính thể tích trong phần khối lăng trụ. Thì thể tích của khối lăng trụ nói chung sẽ được tính theo công thức V bằng S nhân H, trong đó S là diện tích đa giác đáy và H là chiều cao của khối lăng trụ. Ngoài ra, các em có thể ghi nhớ thêm công thức tính diện tích xung quanh của khối lăng trụ là tổng diện tích các mặt bên, và cái cách tính diện tích toàn phần là tổng diện tích hai mặt đáy. Cũng như có thể ghi nhớ thêm cái công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật lần lượt có 3 kích thước dài, rộng và cao là A, B và H, thì thể tích V sẽ bằng A nhân B nhân H. Và đối với khối lập phương có cạnh là A thì thể tích V sẽ bằng A mũ 3. Ở đây cô cũng có ghi cho chúng ta các cái công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của khối hộp chữ nhật và khối lập phương để các em tham khảo. Chúng ta bắt đầu giải các ví dụ vận dụng các cái kiến thức mà chúng ta đã được ôn lại về khối lăng trụ. Trước khi tiến hành giải các cái ví dụ thì cô xin lưu ý với các em, trong mỗi phần cô sẽ đưa ra 3 ví dụ. Trong đó ví dụ 1 tương ứng với những câu hỏi đánh giá năng lực ở mức độ nhận biết. Ví dụ thứ 2 tương ứng với những câu hỏi dùng để đánh giá năng lực ở mức độ hiểu. Và ví dụ thứ 3 tương ứng với những câu hỏi dùng để đánh giá năng lực ở mức độ vận dụng từ thấp cho đến cao. Và để cái việc giải các cái ví dụ một cách hiệu quả thì các bạn có thể sử dụng giấy nháp để tiến hành giải theo các cái ví dụ. Sau khi các bạn đọc đề bài thì các bạn hãy bấm nút dừng video, rồi các bạn giải các cái ví dụ đó trong cái khoảng thời gian nhất định. Sau đó các bạn hãy đối chiếu cái bài giải của mình với cái phần hướng dẫn của cô để xem là các bạn đã nắm vững được kiến thức chưa và đã có thể vận dụng kiến thức đã học để giải các cái tình huống cụ thể hay chưa. Chúng ta bắt đầu với cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ 1, một khối lăng trụ có diện tích đáy là 3A bình phương và chiều cao là 2A. Tính thể tích V của khối lăng trụ. Thì rõ ràng với câu hỏi này, các bạn chỉ cần ghi nhớ các cái công thức tính thể tích của khối lăng trụ V bằng S nhân H, trong đó S là diện tích của đa giác đáy và H là chiều cao của khối lăng trụ. Thì ở đây người ta đã cho sẵn cái số liệu, chúng ta chỉ việc thay số liệu vào công thức và có thể nhanh chóng chọn được đáp án cho cái bài toán này. Như vậy ở đây phương án trả lời đúng là B. Tiếp tục với ví dụ thứ hai, tổng diện tích các mặt của một khối lập phương là 150 cm². Hỏi thể tích của khối lập phương đó là bao nhiêu? Như vậy đối với mức độ này chúng ta không thể nhanh chóng tìm ra được đáp án, mà chúng ta phải hiểu là đối với khối lập phương thì tổng diện tích các mặt của nó là bao nhiêu mặt. Như vậy thì chúng ta cần ghi nhớ kiến thức cơ bản về khối lập phương. Thì lập phương sẽ có 6 mặt và diện tích mỗi mặt là diện tích của hình vuông. Vì vậy nếu gọi cạnh hình vuông là A thì diện tích của một mặt sẽ là A bình. Cho nên tổng diện tích các mặt của khối lập phương sẽ là 6A bình. Như vậy thay vào các cái số liệu mà đề bài cho, chúng ta có phương trình là 6A bình bằng 150. Cho nên chúng ta giải ra được A bằng 5 cm.
Từ đó chúng ta mới áp dụng công thức thể tích đã học, thể tích khối lập phương cạnh A thì V sẽ bằng A mũ 3. Như vậy chúng ta sẽ chọn được phương án trả lời đúng là phương án A. Chúng ta tiếp tục với ví dụ thứ ba của phần khối lăng trụ. Cho khối lăng trụ đứng ABC, A', B', C', có BB' bằng A. Đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC bằng A căn 2. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho. Mời các em lấy giấy nháp để làm bài. Chúng ta cùng nhau hướng dẫn giải câu hỏi này. Ở câu hỏi này như vậy, trước hết các em cần nắm cái kiến thức về khối lăng trụ đứng. Thì chúng ta đã ôn ở cái phần trước, khối lăng trụ đứng là khối lăng trụ có các cái cạnh bên thì vuông góc với mặt phẳng đáy. Vì vậy, chúng ta có thể tham khảo cái hình vẽ. Và như vậy, trong khối lăng trụ đứng thì đường cao chính là độ dài của các cạnh bên. Vì vậy, trong công thức tính thể tích của khối lăng trụ, chúng ta đã có thể xác định được cái chiều cao h chính là độ dài của cạnh BB', số liệu đã có là A. Như vậy chúng ta chỉ cần xác định thêm cái diện tích của đa giác đáy. Thì ở đây tiếp tục giữ kiện đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Như vậy chúng ta cần ghi nhớ công thức tính diện tích của tam giác vuông là 1/2 tích độ dài hai cạnh góc vuông. Đây là tam giác vuông và cân tại B. Như vậy chúng ta sẽ có hai cạnh góc vuông là AB và BC. Cho nên là diện tích của tam giác vuông tại B thì sẽ bằng 1/2 tích độ dài AB và BC. Các em cũng có thể áp dụng công thức của tam giác vuông cân cũng được. Tuy nhiên là độ dài của cạnh AB và độ dài cạnh BC thì chưa có. Cho nên chúng ta cần phải đi tìm cái chi tiết này. Thì như vậy chúng ta để ý là đề bài cho cái dữ kiện AC bằng A căn 2. Thì chúng ta sẽ áp dụng các cái hệ thức trong tam giác. Có thể sử dụng cái tính chất đặc biệt của tam giác vuông cân là cạnh góc vuông. Nếu có độ dài bằng A thì cạnh huyền sẽ bằng A căn 2. Như vậy nếu AC bằng A căn 2 thì ta suy ra được độ dài cạnh AB bằng A. Vậy thay vào công thức tính diện tích của tam giác vuông cân ABC, chúng ta tính được giá trị S sẽ bằng 1/2 A bình. Kết hợp với chiều cao mà chúng ta vừa mới phân tích lúc nãy, chúng ta sẽ ra được thể tích V bằng 1/3 A mũ 3. Như vậy trong câu hỏi này phương án đúng sẽ là phương án D. Như vậy cô và các em đã ôm xong cái phần thứ nhất là phần khối lăng trụ. Xin mời các em tiếp tục theo dõi phần thứ hai. Thân mến chào các em.